Welcome to Bavi National Park. I want to go back. Hôm nay chúng tôi đi khám phá vườn quốc gia Bavi để đi tìm chim. Đầu tiên bây giờ là buổi trưa rồi, nên là chỉ nhìn tiếng ve kêu và chim kêu thôi. Nên là hôm nay chưa nhìn thấy chim đâu. Bây giờ chúng tôi phải đi ăn trưa đã. Chúng ta có thể lấy bất kỳ gốc đá nào, gốc cây nào. Chào bạn Linh, uống nước bạn đã đỡ thầy chưa? Tôi đang phát hiện một con sâu, trông màu nó rất là hấp dẫn, nhưng cực kỳ khó lấy nét luôn. Đây, màu vàng vàng này. Nó hơi to hơn một chút, bỏ đồ bộ nhưng bạn không lên được bạn như kiểu là sợ, như kiểu là có dần rết, làm gì có dần rết ở đây. Just go ahead. Mỗi bộ bạn đang chuẩn bị sáo, thử cái sáo để gọi chim về này. Hai xong rồi. Cái nhà hết sáo chuyên nghiệp. Bay. Bay như chim à? Ừ, ủa gì nhỉ? Bay mà nè, bay bay được bằng con đường. Rắc bánh mì ra để cho chim nó ăn đi. Cái đó rất là hay. Dâu lắm, dâu lắm, dâu lắm, dâu lắm. Vứt rác đấy. May mà còn vứt đúng chỗ. Không mà vứt rơi ra ngoài. Bạn đang lên ăn xong chưa? Bay lên. Cố lên, nó đi. Mẹ ơi, mẹ đừng cho nó cầm rơi. Không sao đâu. Đấy, anh nhìn thấy không? Còn ta với ta, Hương Linh đã tìm được một tảng đá nằm như nàng tiên cá, có vẻ rất êm bằng lá gối, bằng làm bằng lá khoai. Còn em Minh Quang mèo đang cầm ô đi làm gì không rõ. Chim thì đang đến rồi, đi tìm nhanh lên để bố con chụp nhanh lên. Chỗ kia sao lá ta đã dây? Quay lá để cho lên xuống bị không sao cái cây kia mình. Minh Quang cây kia cứ rung rinh như là có chim thật đấy, thề luôn kia. Đây mẹ chỉ cho, nó cứ rung rinh cái lá là như kìa. Lá như là chim nó rậm như kìa. Đúng không? Đúng không? Tôi đang di chuyển xuống quốc 400. Bên này là phía đổ thông, rất nhiều cây thông, trông khá giống như Hà Lạt. Đã theo những sách của bạn Minh Quang. Minh Quang đã nhìn thấy con rẻ cùi chưa? Bố Việt đang đi tìm con rẻ cùi, con chim rất to, phải màu xanh, trông khá là đẹp. Ở khu vườn kia vui nhỉ. Sau khi tạm biệt Ba Vì, chúng tôi sẽ quay lại cửa hàng ăn siêu cua bò. Và bây giờ đang lên đang làm người mẫu nhí cho hai nhíp ảnh gia, một nhíp ảnh gia bố, một nhíp ảnh gia em. Em hai nhíp ảnh gia có làm ăn được gì không nhá? Đấy, kinh chưa? Đấy. Đang dạy nhau cách đi giày và cách bâu ảnh làm sao cho đẹp. Hôm qua chụp được gì đẹp không? Chụp được mẹ chưa? Thế á, nhiều thế nào. Mẹ anh to quá. Chị chụp cho em người mẫu em mèo cưới xinh. Kìa cành cây không phải gãy không? Rồi rồi rồi, không ai chụp rồi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Để cho tôi để dùng.